Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với video hướng dẫn tiếp theo của mình. Và mình là Deck để ra đây. Trong video hướng dẫn hôm nay của mình thì mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn cách chúng ta đổi thẻ bình thường sang thẻ chip của ngân hàng BIDV nha các bạn nhé. Thì mình nghĩ là chắc cũng có nhiều bạn chưa đổi thẻ sang thẻ chip và các bạn chưa biết cách chuyển đổi như thế nào. Nên hôm nay mình rảnh rỗi mình làm cái video này để hướng dẫn cho chúng ta cách đổi thẻ sang thẻ chip nhé các bạn nhé, trên ngân hàng của BIDV. Đó, thì đặc biệt hơn là mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn cách chúng ta đăng ký chuyển đổi ngay trên ứng dụng BIDV Smart King trên điện thoại của chúng ta luôn. Đó, cực kỳ đơn giản luôn. Các bạn hãy theo dõi video này của mình, và nếu thấy hay thì đừng quên bấm like và đăng ký kênh của mình nhé. Rồi chúng ta cùng bắt đầu thôi.